Nói chung là trốn gia đình để đi. Nhưng mà 2 tháng này thì mình nói chung đạt được cái hiệu quả đấy. Nó chưa về đến cái đích là mình mong muốn, nhưng mà cũng được 80% rồi. Sanh con á thì em lên 70kg. Và hiện tại bây giờ á em 62kg. Mà liệu trình mới được 2 tháng thôi. Nói chung là rất chi là vui mừng. Thì được mặc những cái bộ đồ đẹp, đi giao lưu rồi là này kia với các bạn á, nó cũng tự tin hơn. Công việc thì cũng từ trước đến giờ cũng như vậy, nhưng mà mình tự tin hơn là mình đi ra đi vào rồi là đi tiệc hay này kia đấy, nó cũng thoải mái hơn, không phải để ý những cái vóc dáng của mình. Họ cũng khen rồi họ nói là nay đẹp, người nay dáng quay lại ngày xưa. Nói chung là mình theo dõi bên YouTube rồi các bạn quay á, nhưng mà mình cũng chưa có tin tưởng lắm, thì mình cũng thực tế là lên trên Korea luôn để mình thăm khám với ban đầu, xong rồi mình đi lần lần theo mấy cái cô, mấy cái chị làm trước rồi ấy. Cô cũng có chia sẻ, xong rồi mình cũng mới làm. Lúc mới đầu thì cũng mình cũng lo lắng về sức khỏe đó. Nhưng mà đến lúc mình lên với Korea đấy, thì kết hợp từ chuyên gia đến như là các bác sĩ thăm khám ấy, thì người ta cũng hỏi mình về cái sức khỏe rồi cũng quan tâm. Nhưng mà cũng không có cái gì là cái bệnh tật hay là yếu mệt hay là cái gì cả. Thấy nó bình thường đó. Thì sau buổi phỏng vấn này thì mình cũng mong tất cả các chị em phụ nữ cũng như là các chị, các cô, nói chung là không phải là nước Việt Nam mà lại cả những các Việt Kiều cũng có thể thăm khám ở đây. Rồi là nói chung là cũng tìm đến Korea đấy để cho mình một cái vóc dáng nó trẻ, khỏe, đẹp. Viện thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo Việt Nam, tổng đài 1900 0361, hotline 0911 85 9999.